Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Auto Bình Dân. Dạ vâng, hôm nay thì em lên clip này là để giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa có tên là Coran, model là 4F-1AV. Đây là loa full gain nha quý vị và các bạn nha. Đây là full gain rất nhỏ, bass tầm 1:2 thôi, đường kính nó tầm 1:2 thôi. Để tí em kéo thước em đo cho quý vị và các bạn xem. Và em đang quay chi tiết cận cảnh cho quý vị và các bạn ngắm em nó. Tuy nhỏ nhưng mà cũ nó rất là gấu nha, từ to gần bằng mặt luôn. Đây là cái miếng nhựa xi nhôm đẩy ngoài, còn mình lấy ra mình mới thấy cái cũ nó hết hồn. Đây quý vị và các bạn thấy chưa, full ren mặt tiền rất đẹp, hai đôi cùng màu. Thường thường là cũng có trường hợp là hai cái màn nó bị lệch màu, nhưng mà đây là hai màu nó rất là giống và rất là đẹp. Đó, tất cả các thứ đều còn nguyên zin nha quý vị. Keo chỉ zin tuyệt vời, quá đẹp. Coran 4F1AV full ren speaker là loa full ren quý vị nha. Quý vị và các bạn nhìn thấy chưa, em thấy là hai đôi này làm cách model này đó, thì nhỏ nhỏ tiếng là nghe lồng lộng luôn đó. Quý vị và các bạn cứ từ từ ngắm nha, em đang quay chậm chậm cho quý vị và các bạn chúng ta xem. Đây phải nói là một đôi loa rất là xịn sò. Đây quý vị và các bạn thấy đó, cái cũ nó không đó, là đường kính cái cũ không là gần 9 phân đó, cũ nhỏ xíu nhưng mà từ trước tới sau là 7 cm, nhìn rất là đã quý vị nha. Và cặp loa này á, khi mà em giao lưu đến quý vị và các bạn á, thì em giao lưu là cặp cũ không nha. Cái thùng đó là cái thùng kit, nó bị hư rồi, mà ship về á, thì nó tốn phí quá, cho nên là em mở ra em lấy hai cái cũ em đem về thôi, cho nên là cái thùng em đã bỏ lại rồi. Cho nên là khi mà chúng ta giao lưu thì chỉ giao lưu cặp cũ thôi nghe quý vị. Và đôi loa này em cũng xin báo giá đến quý vị và các bạn luôn, đôi loa này em sẽ giao lưu đến quý vị và các bạn là không có thùng, cặp cũ không, là 2.200.000 đồng nghe quý vị và các bạn nha. 2.200.000 đồng không bao ship nghe quý vị nha. Cặp loa này nhỏ rất ship, chắc cũng chút đỉnh nè. Nếu quý vị nào yêu em nó thì cứ liên hệ em số điện thoại 0902764784, em sẽ ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị nào gọi trước, chốt hàng trước thì được quyền ưu tiên trước. Quý vị và các bạn đến sau thông cảm đừng giận nha. Mình sẽ có những món hàng tiếp theo hấp dẫn cho quý vị và các bạn đây. Đây, kích thước em đã chụp lại chi tiết chậm chậm cho quý vị xem cho rõ nha. Đó, tất cả các thông số đều có hết. Dạ vâng. Cuối cùng thì em Trần Thảo An Khang xin kính chào tạm biệt quý vị. Nếu quý vị và các bạn có xem video, xin vui lòng cho em một like và nhớ đăng ký kênh Trần Thảo An Khang để ủng hộ em nhé. Em xin cảm ơn quý vị.